Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng chúc bình an của chúng tôi, và chương trình đang được trực tiếp vào lúc 7 giờ sáng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và cũng đang live stream trực tiếp tại fanpage Chào buổi sáng chúc bình an. Thưa quý vị, nếu có dịp lần theo những dấu tích xưa của vùng đất Sài Gòn Chợ Lớn thì chúng tôi tin là quý vị không khó để thấy được những phong vị của vùng đất vốn cởi mở này. Những phong vị ấy kết tinh thành một lối sống, ta có thể gọi là lối sống thị dân Sài Gòn. Thích đi hàng quán, thích ăn ngon, thích làm đẹp cho cuộc sống. Nhưng trên hết vẫn phải bảo lưu cho được dấu tích phong lưu xưa. Và chính sự bao dung đó đã tạo ra những đặc trưng cơ bản của vùng đất và con người Sài Gòn, là sự hội tụ Đông Tây, sự hòa quyện giữa cái mới và cái cũ mà người Sài Gòn thường gọi bằng cái tên rất hay là Tân Cổ Giao Duyên. Nhưng sự thay đổi nhanh chóng khiến người ta dần quên đi những giá trị thực trong văn hóa. Nhiều người không biết rằng đằng sau những lớp vôi bạc màu của một công trình cũ kỹ là cả một di sản đáng giá hơn vàng do các bậc tiền hiền đã xây dựng. Đáng buồn thay, ngày nay không ít biểu trưng văn hóa chỉ còn là những di chỉ ở trong ký ức của mỗi người mà thôi. Nó đã bị phủ mờ bởi đời sống xã hội. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một dự án đặc biệt mà Thảo Nguyên tin chắc chắn rằng những người theo đuổi và thực hiện nó phải rất là tâm huyết và yêu Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm thì mới có thể song hành và thay ngén ra sản phẩm này. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với biên tập viên Phương Thảo sẽ giúp chúng ta gặp gỡ nhân vật của dự án ngay bây giờ quý vị nha. Ngày 26 tháng 1, tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc đã chính thức được giới thiệu ra mắt công chúng. Đây là tập sách đầu tay do Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội cùng công ty cổ phần Green Horizon và nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ phối hợp thực hiện. Với mong muốn quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản của vùng đất Sài Gòn đến với độc giả trong và ngoài nước, các tác giả thuộc dự án Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc đã cần mẫn góp nhặt những nét đẹp văn hóa để cùng nhau ôn lại câu chuyện lịch sử về Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau gìn giữ những di sản văn hóa, những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam nói chung và của thành phố này nói riêng, thông qua những tư liệu, hình ảnh, bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, nhà văn. Dự án như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ ý thức gìn giữ văn hóa, duy trì nếp sống văn minh, lối sống ý nghĩa tình người của người Sài Gòn. Phương Thảo xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình Quốc hội Việt Nam trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh Phương Thảo lúc này là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội và hiện cũng đang là trưởng ngành truyền thông đa phương tiện Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và thưa quý vị, chúng ta đang cùng nói về dự án Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc cũng là người để chung tay thực hiện dự án này. Đây là dự án như là một món quà gửi đến cho những ai đã yêu mến mảnh đất Sài Gòn gia đình xưa và nay là thành phố Hồ Chí Minh, thông qua những tư liệu, những hình ảnh, những bài viết về vùng đất đầy sống động này. Và đặc biệt hơn thì dự án cũng kỳ vọng sẽ là một chiếc cầu nối giữa những nhà sưu tầm, những nhà nghiên cứu về văn hóa với độc giả trong và ngoài nước, làm sao để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ cái tình cảm dành cho mảnh đất này, từ đó có thể là quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa, những giá trị lịch sử của một vùng đất có thể nói là lớn nhất tại khu vực phương Nam. Và trước hết thì cho phép Phương Thảo xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc trong buổi sáng ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng đến với khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin cảm ơn chị Phương Thảo. Xin chào chị Phương Thảo và quý vị khán giả. Cũng rất là vinh dự được hôm nay tới đây để chia sẻ cái ý tưởng về dự án Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc. Nghe qua cái tên Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc thì đã rất là ấn tượng rồi. Và cái thắc mắc đầu tiên của Phương Thảo khi mà nghe đến dự án này đó chính là cái tên này. Thế thì tại sao lại là Sài Gòn Nhìn Vàng Giữ Ngọc ạ? Thật ra thì chúng tôi, những cái người làm dự án này thì khi bắt tay vào thực hiện dự án thì đó là cái sự hội tụ của những cái người mà rất là yêu mến cái vùng đất này. Tuy chúng tôi không phải là cái người sinh ra ở Sài Gòn nhưng mà cũng gắn bó một thời gian khá nhiều, thì đa phần là những người thực hiện dự án này là những người từ những nơi khác tới. Và khi chúng tôi thực hiện dự án này thì có một cái lần rất là tình cờ chúng tôi gặp được một cái đội ngũ các cái chuyên gia người nước ngoài, người ta đang trùng tu lại một cái biệt thự cổ. Thì trong cái biệt thự cổ đó thì người ta đã dùng các cái chất liệu để người ta bóc dỡ từng cái lớp sơn trên cái bức tường
của cái biệt thự đó. Thế thì một cái tưởng tượng, một cái hình dung liên hệ với tôi với những cái nhà khảo cổ học khi họ đào ở khai quật ở dưới cái lớp đất ra từng di chỉ, thì cái biệt thự cổ đó người ta cũng có mười mấy lớp sơn, và mỗi một lớp sơn nó gắn liền với một cái giai đoạn lịch sử. Và khi mà người ta bóc dỡ ra thì một cái di sản rất là quý báu mà tôi cho rằng là nó quý và không có tiền bạc nào vô được, là một cái hệ thống chân tường trong cái ngôi biệt thự cổ đó. Và từ đó thì chúng tôi bắt đầu suy nghĩ, ấp ủ thì đã lâu, nhưng mà để chọn để làm cái dự án thì bắt đầu đấy là một trong những cái điểm mấu chốt để chúng tôi làm. Thì chúng tôi giống như là chúng tôi hình dung là chúng tôi đang làm cái công việc tương tự như các nhà khảo cổ học, nhưng mà không phải là đào bới ở dưới lớp đất, nhưng mà bóc dỡ từ những cái ký ức của đời sống xã hội. Ở trong phần đầu của cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các khán giả của Truyền hình Quốc Việt Nam đã có được xem qua một cái đoạn video clip. Ở đó thì chúng ta thấy đó là quyển sách về Sài Gòn gìn và giữ ngọc. Thế thì với dự án của mình, ngoài cái quyển sách này ra thì nó sẽ còn có những cái chương trình như thế nào? Anh có thể chia sẻ thêm được không? Chúng tôi dự kiến đây là một trong những cái công việc của dự án. Việc hiện nay thì chúng ta thấy là một trong những cái đặc tính của Sài Gòn là năng động đổi mới. Mà theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trãng thì ông cho rằng là Sài Gòn là một cái phòng thí nghiệm của sự đổi mới. Nghĩa là những cái sự hội tụ đông tây, những cái gì mới mẻ nhất nó đều hội tụ về cái vùng đất phương Nam này. Chính vì vậy sự vận động của xã hội nó rất là nhanh chóng. Nhưng ngược lại thì nó vận động nhanh thì đồng thời là những cái di sản văn hóa nó cũng bị một cái áp lực, bị thay đổi, bị biến dạng. Chính vì vậy là chúng tôi làm một cái nhiệm vụ, cái công việc là chúng tôi hệ thống hóa, siêu tầm lại. Và với một cái dự án này thì nó sẽ quy tụ rất là nhiều người, nhiều chuyên ngành khác nhau để chúng ta cùng chung tay, chúng ta làm một cái gì đó để ít ra là để cho cái thế hệ trẻ hiểu hơn về vùng đất. Bởi vì người ta thực sự gắn bó và yêu thương một vùng đất nào đó khi người ta hiểu thực sự về những cái giá trị mà vùng đất đó mang lại cho đời sống của họ. Mình có thể cụ thể là mình có những chuyên gia trong những lĩnh vực nào, và cụ thể là từng cái lĩnh vực như vậy thì mình sẽ đóng góp như thế nào cho cái dự án này? Hiện nay thì đối với dự án đầu tiên này thì chúng tôi quy tụ 16 tác giả là những cái người viết nghiên cứu về Sài Gòn ở các khía cạnh, nhà văn, nhà lịch sử, nhà sưu tầm, ngay cả những anh chị trong tham gia dự án một cái công ty là Free Horizon, là những người cũng yêu mến về cái vùng đất này, cùng thực hiện cái dự án thông qua các hoạt động xuất bản, thông qua sẽ ra đời các cái ấn phẩm. Ngoài ra hình như là cái bộ sách tranh Sài Gòn của em cũng là trong, đúng rồi, chúng đúng đấy là của cái dự án của bên các anh chị Green Horizon. Còn phía nghiên cứu đời sống xã hội thì chúng tôi theo đuổi nghiên cứu về bảo tồn ký ức đời sống xã hội. Nó là một cái dự án xuyên suốt của chúng tôi. Và thông qua những cái ký ức xã hội đấy thì mình dựng lại, bởi vì chúng ta rất là khó để chúng ta làm sao mà bảo tồn được hết tất cả. Thì việc mà lưu trữ, tổ chức lại một cách có hệ thống và chúng ta lại giới thiệu được cái di sản mình ra thế giới, ra nhiều người biết hơn. Như vậy thì nó sẽ giúp phần mọi người thay đổi cái nhận thức và cùng chung tay bảo vệ các cái di sản, hơn là chúng ta làm một cái công việc là chúng ta cố gắng chúng ta bảo vệ di sản. Nó bắt đầu từ nhận thức của mỗi người. Như vậy thì cái dự án nó đi vào một cái nhận thức của nhiều người hơn. Lúc nãy khi mà Phương Thảo nghe anh chia sẻ rằng là dự án này thì đa phần những người thực hiện là những người không phải sinh ra lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn gia đình, nhưng là những người đã gắn bó với mảnh đất này và mình yêu mến, gọi như là những người đến và lỡ phải lòng cái mảnh đất này. Thế nhưng mà đó vừa là thuận lợi mà cũng lại vừa là khó khăn, bởi vì khi mà chúng ta không sinh ra lớn lên thì đôi khi là những cái ký ức ngày xưa của mình thì mình lại phải đi học hỏi, đi tìm kiếm từ người khác. Nhưng mà đó cũng là thuận lợi bởi vì mình có một cái góc nhìn khác hơn để mà mình tiếp cận với mảnh đất này. Và rõ ràng nó cho chúng ta thấy rằng là mảnh đất Sài Gòn gia định xưa và nay là thành phố Hồ Chí Minh là một cái vùng đất rất là giang tay để rộng mở mọi người. Thế thì cũng rất thắc mắc là trong quá trình để mà mình cho ra đời rồi mình thực hiện dự án này thì mình đã có những cái thuận lợi, những cái khó khăn như thế nào? Theo tôi thì thuận lợi nhiều hơn khó khăn.
Tuy nhiên thì cái khó khăn nó bắt đầu từ cái chuyện là chúng tôi là một tập hợp của rất là nhiều người từ chuyên ngành khác nhau và độ tuổi khác nhau, cái góc nhìn khác nhau. Tôi ví dụ như là trong cái phần tiếng Anh này thì là những cái người dịch là đa phần là 9X, sinh những năm 90. Và có những cái bạn là mới vào Sài Gòn một thời gian. Như vậy thì khi mà các bạn chuyển ngữ sang từ tiếng Việt sang tiếng Anh thì có rất là nhiều thuật ngữ mà liên quan đến văn hóa truyền thống, văn hóa vùng đất Nam Bộ. Thì dịp này thì các bạn phải tra cứu, nghĩa là chính các bạn đã tự học hỏi từ trong cái dự án này. Ngược lại thì những cái người viết ấy, thì những người viết ở Sài Gòn này lại cũng rao rất là nhiều phong cách khác nhau. Rồi những cái người thiết kế ấn phẩm này ấy, cũng là những cái người bên mỹ thuật. Họ cũng chưa có nhiều cái vốn liếng nhiều về văn hóa. Chính vì vậy là chúng tôi cũng dường như là có một sự tương tác liên tục, thường xuyên và thảo luận. Và một cái điểm thuận lợi rõ ràng nhất là tất cả mọi người đều hướng tới một cái sự gọi là tinh tế nhất. Chính vì vậy là các ấn phẩm này được làm đi làm lại rất là nhiều lần trước khi ra công chúng. Ví dụ về màu sắc, ví dụ cái bìa, cái màu này in ra không ổn thì phải tháo ra in lại. Nhưng mà có tranh cãi nhiều không? Tranh cãi rất là nhiều, tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà thông qua cái việc mà thảo luận tranh cãi đó thì mọi người hiểu nhau hơn và bắt đầu nhìn về cùng một mục tiêu rõ ràng hơn. Lúc đầu thì cảm thấy là thích thôi, thích thôi. Nhưng mà đến khi bắt đầu làm vào dự án thì bắt đầu nảy sinh những cái va chạm. Và mỗi người có quan điểm, cuối cùng là chúng liên kết lại với nhau bằng một cái tình yêu, là và một cái mục tiêu, cái phải làm ra cái này, không phải là một cuốn sách bình thường mà phải dùng ở trên cái thành gọi là giai phẩm, một cái tác phẩm đẹp, một tác phẩm hay đến với công chúng. Chính vì vậy là chúng tôi kỳ vọng một cái sự đẹp đẽ hay ho nhất. Tuy nhiên thì cho đến lúc này ra thì mọi người cũng cảm thấy chưa hài lòng và hy vọng là những cái ấn phẩm sau nó sẽ tốt hơn. Anh vừa mới chia sẻ một cái ý Phương Thảo thấy rất là hay, đó là mình làm sao khi mà mình cho ra đời một tác phẩm thì nó phải hay và phải đẹp. Tại vì thật ra là bây giờ nếu mà mình để ý một chút thì mình thấy là có rất nhiều những dự án về Sài Gòn 320 năm. Tại vì năm nay thì mình cũng là kỷ niệm mà. Rồi cũng có rất nhiều những quyển sách và thậm chí là những bộ sách liên quan đến mảnh đất này. Thế thì làm sao để Sài Gòn gìn vàng giữ ngọc có thể là mình có được một cái sự nổi bật nhất định trong vô số những cái dự án, những cái tác phẩm liên quan đến mảnh đất này? Một trong những cái điểm độc đáo của cái dự án này mà chúng tôi xác định làm, thứ nhất là đẹp, hay, đẹp và sang trọng. Thì cái ấn phẩm này là song ngữ, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Những cái tác phẩm trước thì chúng ta, những người yêu mến Sài Gòn, người ta cứ viết thôi, dành cho mình, nhưng mà cũng nội hàm, nội dung rất là tốt, nhưng mà cũng chưa chăm chút nhiều về mặt hình thức. Và thứ hai là cái phần này chúng tôi quyết định là phải có tiếng Anh nữa, để chúng ta không chỉ đọc cho riêng ta mà chúng ta còn giới thiệu những cái hay, cái đẹp của chúng ta ra cho bạn bè thế giới biết. Những cái du khách tới Sài Gòn, người ta sẽ nhìn Sài Gòn với nhìn ánh mắt khác, chứ không phải chỉ đơn giản là những cái hình ảnh định kiến về cái vùng đất Sài Gòn này với những cái gì nó chưa được đẹp. Chính vì vậy là mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu được những cái hay, cái đẹp, kết nối được mọi người để cùng chung tay làm, hệ thống hóa các cái tư liệu về, thứ nhất là cho cái thế hệ trẻ biết được về cái vùng đất họ sinh ra, họ lớn lên, hoặc có một lần nào đó họ tới đây, họ làm việc và họ gắn bó lâu dài. Rồi những cái du khách từ phương xa tới, họ lại có một cái tài liệu người ta đọc mà không phải lúng túng. Tôi biết là trong cái bối cảnh hiện nay thì người ta có nhiều cái phương tiện, nhưng mà chúng ta phải làm sao chúng ta giới thiệu được cái tinh hoa, cái thần thái nhất, tốt nhất của chúng ta cho bạn bè thế giới. Một cái ý nhỏ cuối cùng nữa thôi ạ. Phương Thảo thấy đây là sách được nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ xuất bản, thế nhưng mà ở phía sau thì lại ghi là sách không bán. Thế thì với những người dân mà những người cũng là yêu mến mảnh đất của mình thì làm sao để có được cái ấn phẩm này ạ? Hiện nay thì trong cái số đầu tiên chúng tôi in 1.000 bản và dùng để tặng những người yêu mến trong cái dịp Tết này. Và chúng tôi tiếp tục, những người thực hiện dự án cũng cam kết là tiếp tục in ra, có thể những cái số sau thì cái số lượng có thể nhiều hơn.
trên cơ sở là vận động các cái bên liên quan cùng chung tay để mà in ấn cái tác phẩm này ra. Bởi vì nếu như mà chúng tôi muốn đây là một cái tác phẩm với cái tinh thần phi lợi nhuận, bởi vì nếu như mà chúng ta in ấn ra tính ra cái giá thành, cái giá nó cũng rất là cao. Trong khi đó thì nó là dìm vàng giữ ngọc, những giá trị nó mang về yếu tố tinh thần nhiều hơn. Chính vì vậy những người thực hiện dự án này chúng tôi cũng đang cố gắng là làm sao thứ nhất là vận động những người cùng yêu mến cùng tham gia vô, và sau đó thì có cái tác phẩm để có thể gửi tặng những người yêu mến. Chúng tôi cũng sẽ có một cái website để đặt link cho những cái người mà thích và thì có thể đăng ký. Thì chúng tôi cũng sẽ gửi tặng cái cuốn sách này đến những người thực sự cần. Bởi vì món quà phải đến trao đến tận tay những người mà thực sự cần, chứ không phải là chúng ta có thể phát ra rồi ai thích đọc hay không đọc thì như vậy. Và chúng tôi cũng muốn là một ngày nào đó thì với cái tập sách này, nó không phải là một cái sách đọc nhanh rồi giống như là tạp chí rồi sau đó thì có thể bỏ ra bên ngoài, mà chúng tôi còn muốn nó đặt trên một cái kệ sách, để kệ sách giống như là một cái sự sưu tầm, người ta có thể đọc, người ta suy ngẫm về cái vùng đất, người ta có thể đọc đi đọc lại rất là nhiều lần. Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc buổi sáng hôm nay đã đến và chia sẻ về một dự án cũng như là một quyển sách rất là hay về mảnh đất Sài Gòn gia đình xưa và nay là thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta thấy rằng là 320 năm thì có thể nó không phải là dài so với lịch sử của cả một cái đất nước hay là một vùng đất, thế nhưng mà nó vẫn đủ để chúng ta cảm thấy rằng là đã có rất là nhiều những cái thăng trầm, vui buồn có, và đặc biệt là những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà mảnh đất này đã để lại, dù là thời gian có ngắn có dài như thế nào thì nó cũng đã tạo ra những dư vị rất là riêng, và là những cái điều mà khiến cho những người có thể là thời gian ngắn, có thể là thời gian dài gắn bó với mảnh đất này thì đều có một cái sự yêu mến nhất định. Một lần nữa rất là cảm ơn anh và cảm ơn những đồng sự của mình đã cho ra đời một dự án rất là hay, và chúc cho dự án của mình thì sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Rồi, cảm ơn chị Phương Thảo, cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa quý vị, phần trò chuyện của Phương Thảo trong buổi sáng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi trong chương trình hôm nay, và xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với trường quay ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn biên tập viên Phương Thảo cùng với vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay.